Quang Lộc xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Hạnh Phúc Con Đường của Đài Phát thanh Truyền hình Đắk Nông. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì Quang Lộc đang có mặt tại xã Đắk Nang, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông để cùng gặp gỡ với một nhân vật đặc biệt, một người mà Quang Lộc tin chắc sẽ mang đến cho chúng ta một câu chuyện cực kỳ thú vị. Ngay bây giờ hãy cùng đồng hành với Quang Lộc nhé. Hello em. Hi anh. Em đợi anh lâu chưa? Em vừa tới. Ok. Kính thưa quý vị, đứng cạnh Quang Lộc lúc này là một cô gái rất xinh đẹp. Tuy nhiên, đây không phải là nhân vật chính của chúng ta. Mà đây sẽ là người đồng hành cùng với Quang Lộc trong số phát sóng ngày hôm nay. Xin được giới thiệu MC Như Quỳnh. Như Quỳnh xin được chào quý vị khán giả. Rất vui khi được đồng hành cùng anh Quang Lộc và quý vị trong chương trình Hạnh Phúc Con Đường ngày hôm nay. Và như quý vị cũng đã thấy thì Như Quỳnh và anh Quang Lộc đang đứng trong khuôn viên một trường tiểu học. Bên trong đây có một nữ giáo viên rất là đặc biệt. Quý vị biết không, trong suốt mười mấy năm theo nghiệp giảng dạy thì cô không chỉ trao con chữ cho các em học sinh mà cô còn rất tích cực trong công tác thiện nguyện để giúp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có được bữa cơm để ăn, có sách để học, có truyện để đọc, có nước sạch để dùng và bên cạnh đó còn có chi phí để trang trải cho sinh hoạt hàng tháng. Và ngay bây giờ mời quý vị cùng anh Quang Lộc cũng như Quỳnh vào trong để gặp gỡ và trò chuyện với cô giáo của chúng ta nhé. Ok, đi thôi. Dạ, chào cô. Dạ, em. Dạ, chào cô ạ. Em là Quang Lộc và đây là Như Quỳnh. Dạ. Em đến từ chương trình Hạnh Phúc Con Đường. Ngày hôm nay rất là vui được gặp cô Dung tại đây. Dạ. Chào Lộc, chào Quỳnh nha. Dạ. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Hạnh Phúc Con Đường. À, mình vừa mới xong tiết hả cô? Bây giờ mình mới xong tiết và chuẩn bị là sẽ xuống bếp ăn. À, vậy chắc là dạ, cho tụi em đi theo chung xuống bếp ăn luôn được không cô? À, ok, à, chờ mình xíu nha để mình thay đồ rồi mình cùng đi nha. Dạ. Chị Huỳnh Thị Thùy Dung hiện đang là giáo viên dạy Anh văn của trường tiểu học Võ Thị Sáu, xã Đắk Nang, huyện Krông Nô. Hơn 12 năm công tác tại đây, có đến 10 năm Thùy Dung gắn bó với công tác thiện nguyện, đồng hành cùng học trò nghèo. Sinh năm 1988 trong một gia đình nông dân nghèo với 5 anh chị em tại Nam Đàn, Krông Nô, Đắk Nông. Ngay từ nhỏ, Thùy Dung đã rất chăm chỉ học tập, nhiệt tình với các phong trào và là cô bé giàu tình cảm, thích giúp đỡ bạn bè. Thùy Dung tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh tại trường Cao đẳng Bình Định năm 2010, lấy bằng cử nhân sư phạm tiếng Anh tại trường Đại học Quy Nhơn năm 2014. Chị được phân công về dạy tiếng Anh tại trường tiểu học Võ Thị Sáu từ năm 2010. Trong quá trình công tác, Thùy Dung thường dành thời gian gặp gỡ học sinh, trò chuyện để nắm bắt tâm tư và khả năng của từng em để có phương pháp giảng dạy phù hợp, đồng thời tìm hiểu thêm về đời sống của các em. Phần lớn học sinh trong trường là người đồng bào dân tộc thiểu số như Dao, Mông, Tày, Sáng Chỉ và đa số thuộc hộ nghèo. Học ngày 2 buổi, hầu hết nhà ở rất xa. Nhiều em bỏ ngang việc học vì gia đình khó khăn, cha mẹ chỉ lo mưu sinh, không quan tâm đến việc học hành của con hoặc vì không có cơm mang theo để ăn trưa. Các em không chỉ thiếu cơm ăn mà còn thiếu sách vở, quần áo, dụng cụ học tập. Thương học trò, Thùy Dung tìm đến từng nhà để gặp gỡ và trò chuyện, vận động phụ huynh cho con em được đến trường. Trước sự nhiệt tình, chân thành và kiên trì của cô giáo trẻ, các phụ huynh dần dần thay đổi nhận thức và đồng ý cho con mình đến trường. Bên cạnh đó, để tạo điều kiện cho các con em học tốt hơn, từ năm 2012 đến nay, Thùy Dung thường xuyên đi xin hỗ trợ quần áo, sách vở, dụng cụ học tập và nhu yếu phẩm cho học sinh. Không muốn học trò bỏ học vì đói, Thùy Dung kêu gọi và vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí để mở bếp ăn miễn phí. Bữa ăn đầu tiên chính thức cho học sinh ra đời từ cuối năm 2016. Thời gian đầu, mỗi tuần các em chỉ được cung cấp thức ăn 1-2 buổi trong tuần, ngồi ăn trên tấm bạt trại ở sân trường. Các bữa ăn bị đứt quãng do không có kinh phí ổn định. Sau khi thông tin và hình ảnh về các bữa ăn được chia sẻ rộng rãi trên mạng, bếp ăn nhận được sự quan tâm và ủng hộ của nhiều người hơn. Nhờ sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm từ khắp nơi trên cả nước, dần dần bếp ăn tăng dần suất bữa ăn và được cải thiện về chất lượng, bao gồm cả cơm và thức ăn. Đến năm 2019, Thùy Dung đã cùng nhà trường xây dựng thành công một bếp ăn bán trú rộng 160m², sạch sẽ, khang trang, thoáng mát bên trong trường. Bếp ăn phục vụ hoàn toàn miễn phí cho học sinh với hơn 240 suất một ngày, 4 bữa một tuần. Sau bữa ăn, nhà ăn được lau sạch lại, trải chiếu để các em có chỗ nghỉ trưa tạm tại trường. Chi phí xây dựng bếp ăn và thực phẩm cho các bữa ăn đều từ sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm. Bận lòng và tận tụy với đời sống của các học sinh, nhưng Thùy Dung chưa khi nào quên vai trò của mình trên bục giảng. Nhiều năm liền, chị đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, thường xuyên được khen thưởng vì có sáng kiến hay trong học tập và giảng dạy. Với những thành tích trong công tác giảng dạy cùng những đóng góp bền bỉ trong hành trình thiện nguyện của mình, Thùy Dung đã nhận được nhiều bằng khen của các cấp chính quyền địa phương. Đặc biệt, chị còn nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Là một người thuộc thế hệ trẻ, sinh ra và lớn lên tại Đắk Nông, Thùy Dung luôn mang trong mình tình yêu quê hương da diết. Chị đã đang tiếp tục cố gắng học tập, phát triển bản thân để mang con chữ, truyền dạy tri thức cho trẻ em nơi đây, đồng thời tiếp tục đi theo con đường thiện nguyện đã chọn, mở ra cơ hội được học hành tử tế, góp phần thắp sáng ước mơ cho các trẻ em nghèo trên quê hương. Thường là mấy giờ là mình xuống đây cô?
sau khi tan học thì cỡ 10:30 là các bé sẽ xuống đây luôn. Đây là khu chế biến thức ăn. Dạ, chào các cô. Có 4 ngày trong tuần là các em được ăn cơm trưa ở đây. 250 em học sinh, bữa ăn hôm nay thì chỉ có khoảng từ 120 đến 130 em mới ăn ở đây thôi. Dạ. Tùy theo ngày. Ai sẽ là người lên thực đơn chính cho các bữa ăn ạ? Thì hầu như từ hồi trước giờ thì mình là chủ động từ khâu xin tiền, đi chợ, rồi thực kiếm thực phẩm. Và các khâu nấu thì nhờ các cô thôi. Là một tay gọi là dung mama ấy ạ. Cái quy trình của một bếp ăn thì mình sẽ bắt đầu từ khi nào cô? Thường thì là 6 giờ sáng thì người cung cấp thực phẩm sẽ mang thức ăn. Rồi các cô 7:30 sẽ tới và bắt đầu là nấu cơm. Chế biến thực phẩm ở phía dưới là đồ ăn sẽ nấu ở đây và đưa thực phẩm chính lên đây. Đảm bảo là an toàn thực phẩm là phải là cái tiêu chí hàng đầu của bếp ăn. Và đầy đủ chất dinh dưỡng cho các em. Thì như hôm nay này các bạn thấy đó là sẽ có thịt kho trứng cút, đồ xào rau củ xào với thịt và sẽ là canh bến hố tôm. Thì cái phần đồ ăn nó sẽ đa dạng để nó phù hợp với lại các bé. Đầy đủ món rau và món mặn ạ. Hay là mình thử luôn, bạn thử luôn. Chắc là cho Như Quỳnh thử đi. Đây là mình lấy cho Quỳnh thử nha. Để thử cái tay nghề của các cô nào. Rồi, mời bạn. Rồi, em cảm ơn cô. Không biết có phải em là người dễ ăn không nhưng em thấy rất là ngon, rất là vừa miệng. Dạ, rất là thơm ngon. Nói chung là các bạn ở đây hầu như là học sinh khó khăn nên là cái kiểu các bạn cũng dễ ăn lắm. Và các bạn rất là thích ăn cơm ở đây. Cái bếp ăn này thì miễn phí 100%. Dạ. Bây giờ em thấy là cũng gần đến giờ các bé ra là mình đã bắt đầu là chuẩn bị. Bắt đầu 9:30 là sẽ ra cơm. Để cho kịp là đúng 10:30 là vừa xong là các bé vừa tới luôn. Dạ. Bây giờ chắc là mình bưng ra phục vụ cho các em luôn. Anh Lộc đã thấy đói bụng chưa? Anh đang rất là đói rồi đây, lát nữa chắc phải xin một phần. Thức ăn thơm thật đấy. Cảm giác mà mỗi ngày đi đến trường để nấu cho các em học sinh đó, rất là vui. Ngày nào mà ở nhà như thứ bảy chủ nhật nó buồn, cảm thấy nó buồn á. Lên trường mà gặp các em thì rất là vui. Con tên là gì? Em tên là Sinh. Sinh học lớp mấy rồi nhỉ? Lớp 5. Sinh người dân tộc gì ta? Dân tộc Mông. Tộc Mông. Ba mẹ con làm gì? Làm rẫy. Làm rẫy. Nhà Sinh có đông anh chị em không? Có nhiều em. Có một em. Con thấy đồ ăn hôm nay ngon không? À. Con muốn lớn lên con làm nghề gì? Em muốn lớn lên làm bác sĩ. Muốn làm bác sĩ? Con học lớp mấy rồi? Lớp 3. Con dân tộc gì nhỉ? Sống chịu. Nhà con có bao nhiêu người nhỉ? 4. Con thấy cơm hôm nay ngon không? Có. Có hả? Nhà con cách trường xa không? Con ở nhờ nhà của ông họ ở trên núi. Rất là xa trường đúng không? Dạ. Ba mẹ con làm nghề gì? Cô là làm nghề nông dân. Vậy ước mơ của con làm nghề gì? Dạ. Nông dân giúp ba mẹ. Quý vị thân mến, trong lúc tranh thủ các em học sinh đang ăn trưa thì bây giờ Quang Lộc sẽ trò chuyện với cô Dung để chúng ta tìm hiểu kỹ hơn về quá trình hoạt động của bếp ăn. Bếp ăn của mình đã bắt đầu như thế nào thưa cô? Trong quá trình từ 2010 đến 2016 thì mình chứng kiến cảnh các em học sinh ở xa trường, bố mẹ thì đi làm rẫy. Buổi trưa lại các em ở lại trường thì các em chỉ mang cơm trắng ở trong túi ni lông hoặc là nấm ở trong lá chuối thôi. Hoàn cảnh nó đến rất là khổ luôn. Khi mình nhìn thấy được cái hoàn cảnh của các em như vậy, tâm sự câu chuyện với các cô tiểu thương ở chợ. Từ những cô tiểu thương gần ở chợ gần đây. Cô cũng xào một cái thùng đồ xào gồm rau củ vậy đó là mang tới cho các em ăn cùng với cơm. Lúc đó ở đây còn mấy cái bàn nè. Là trải bạc ra. Lúc đó cũng phải 70 đến 100 em á. Lúc đó thì mình đăng bài các con ăn cơm trưa ở trường lên thì mọi người biết đến, xong rồi chúng ta giúp đỡ thì lại chia sẻ câu chuyện với những anh chị mạnh thường quân khác. Và khi mà các anh chị báo như báo Đắk Nông nè, báo Thanh Niên, báo Dân Trí á, biết được thì mọi người cũng chủ động tới viết bài rồi để lan tỏa cái việc này được mạnh nhiều mạnh thường quân ở trên khắp cả nước biết đến. Và họ cũng chủ động liên hệ với nhà trường cho kinh phí để duy trì bếp ăn. Đó là một cái điều rất là may mắn khi mà những cái hoạt động của chúng ta đã được cái sự chung tay góp sức để mà cái bếp ăn từ một cái thùng đồ xào. Dạ, một cái thùng đồ xào duy nhất với cơm ở dưới cái góc bàn mà bây giờ chúng ta đã có một cái bếp ăn cũng tương đối là khang trang. Đến nay thì mỗi tháng mình sẽ tốn khoảng bao nhiêu kinh phí để mà vận hành bếp ăn này cô? Trung bình thì sẽ dao động từ 22 đến 25 triệu một tháng. Sẽ có nhiều mạnh thường quân chúng ta giúp đỡ. Ví dụ như ngày thứ 2, thứ 3 và thứ 6 thì sẽ có mạnh thường quân là công ty dược phẩm quốc tế Mai Văn ở ngoài Đà Nẵng thì sẽ hỗ trợ mỗi bữa ăn 1 triệu đồng. Rồi bữa ngày thứ 5
là một bạn ở thành phố Buôn Ma Thuột, bạn làm dịch vụ làm đẹp á, xong rồi bạn kinh tế của bạn rất là ổn và bạn được hỗ trợ từ năm ngoái đến năm nay. Rồi gạo thì cũng có một chị ở thành phố Hồ Chí Minh, hàng tháng gửi lên là cỡ khoảng tầm 2 tạ gạo hơn. Gia vị và ga thì sẽ được một chị ở bên Ohio á, là chỉ là bạn của chị nấu bếp trong trường á, là giúp đỡ. Vậy thì các nguồn kinh phí đó sẽ được giám sát và quản lý như thế nào thì chị? Các mạnh thường quân sẽ gửi tiền về tài khoản chung của nhà trường, sau đó chị kế toán sẽ ủy nhiệm chi qua cho tài khoản của mình để mình chủ động chuyển tiền làm việc với lại các bên cung cấp thực phẩm. Vậy thì khi mà có bếp ăn này thì các bé cũng như là phụ huynh các bé phản ứng như thế nào? Thì phụ huynh rất là mừng vì là hầu như là phụ huynh là người dân tộc thiểu số, rẫy của mọi người thì thường là từ nhà còn đi vô cả 20-30 cây nữa, nên là có khi có người là đi từ làm từ thứ hai đến thứ sáu mới về, hoặc là những hộ gia đình là người ta đi làm từ sáng đến tối, nên việc có thể cho các bé ăn cơm ở trường thì là tạo điều kiện cho mọi người làm phát triển kinh tế, rồi lại cũng đảm bảo sức khỏe cho con khi mà ăn rồi ngủ trưa tại trường nữa. Từ nhà mình lên đây xa không cô? Cái đây 2 năm thì mình là nhà mình gần trường luôn, nên là mọi hoạt động ở trong trường, công tác bếp ăn thì rất là thuận lợi. 2 năm đổ lại đây thì mình chuyển nhà ra ở gần nhà mẹ của mình. Khi mà đi làm thì cũng phải chạy 25 cây số. Và ngoài bếp ăn thì Quang Lộc được biết là hình như cô cũng có những cái hoạt động bảo trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đúng không cô? Bắt đầu từ năm 2012 là mình quyên góp quần áo cũ ở khắp mọi nơi, rồi sách vở, thì cái hoạt động bảo trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và mồ côi thực hiện từ tháng 10/2019, và mình thấy là cái sự giúp đỡ không có đi vào đâu hết, nên là đã quyết định là thay đổi chương trình là đi vào chiều sau, kết nối với các mạnh thường quân để nuôi các con, để các con ăn học đến khi nào mà các con là có nghề hoặc là các con không thể học nổi nữa, có thể là mua bằng vật như gạo, dầu ăn, mắm muối hoặc là tiền mặt định kỳ. Có 45 bạn toàn huyện. À vậy thì nhân dịp này cho Quang Lộc và Như Quỳnh cùng với chương trình Hạnh Phúc Con Đường cùng đồng hành với cô được không ạ? Ok. Thì khi mà tôi mới bước về trường á, thì tôi thấy là cô đam mê về cái nghề này, thì tôi cũng có trao đổi kênh là ấy là sao làm cái việc này thì việc cái chất lượng như thế nào. Nhưng mà qua một năm học á, thì cái riêng cái lĩnh vực chuyên môn là cô rất là quan tâm, tại vì nó sẽ thể hiện trên cái kết quả các cuộc thi thi cấp huyện có hiệu quả, có chất lượng, thì chứng tỏ là việc công việc chuyên môn của cô cũng rất trau dồi rất là nhiều. Cô đảm bảo thời gian, đảm bảo quy định, đảm bảo về hồ sơ giáo án. Cô cân đối hài hòa cái thời gian giữa dạy và cái công tác thiện nguyện chung, cho nên cô làm rất là tốt. Đây là mình đang đi đến nhà ai đầu tiên cô? Nhà của bạn Thảo Thị Mai, học sinh lớp 1 ở trường mình á, trường Võ Thị Sáu. Lúc mà ủy ban xã có liên hệ với mình để lo giúp đỡ Mai tán phí cho ba của Mai khi mà ba Mai qua đời á, mới biết được là hoàn cảnh là một mình mẹ Mai là cùng nhỏ tuổi mà là anh giờ phải lo cho 5 người con đi học. Ồ, 5 cháu rồi. Lúc đó bạn lớn nhất là lớp 8 mà bạn nhỏ nhất thì có 1 tháng tuổi thôi, mà trong đó là có 2 bạn bị bệnh nữa. Thì lúc đó mình quyết định là sẽ về kết nối với mạnh thường quân để hỗ trợ cho các bạn đến khi các bạn trưởng thành. Cũng đang hỗ trợ cho các bạn mỗi tháng 1 triệu để các bạn đi học. Giới thiệu với Quỳnh với Lộc, đây là chị Say, mẹ của các em mà mình đang hỗ trợ đó. Cũng như mọi tháng thì quà của mấy mẹ con là em đã mua rồi, sữa cho mấy đứa nhỏ với lại ít đồ dùng cho chị để lo cho mấy đứa, với lại 500 tiền mặt để chị đi chợ mua thêm cho mấy đứa nhỏ nha. Vâng. Cầm này. Đây là cảm ơn cô nhiều. Trên đường đến đây thì em và các anh chị trong ekip cũng đã kịp mua được một chút quà nho nhỏ, mong là động viên tinh thần mấy mẹ con. Em gửi chị. Cảm ơn em. Hôm nay chương trình Hạnh Phúc Con Đường được dịp đồng hành cùng với cô Dung đến thăm gia đình, thì chương trình cũng có một phần quà để gửi tặng cho chị Say cũng như là các cháu có thêm một cái khoản trang trải trong tháng này. Bây giờ xin gửi cho bé Mai nha. Bé Mai nhận cho chú đi. Yeah, giỏi. Cảm ơn chú, làm em với cô Dung. Chúc cả gia đình mạnh khỏe nha, các con học giỏi nha. Bây giờ chúng ta sẽ vô một hoàn cảnh mà cũng rất là thương. Dạ. Bố chị em mà mồ côi. Ừ. Mình đã biết cách đây từ năm 2019 á, ngày xưa là bố chị em ở trong lô cao su cách đây 3-4 km. Dạ. Khi mà mình biết được hoàn cảnh mình vô trong đó, xong rồi nhờ sự giúp đỡ của mọi người, xong rồi mua miếng đất rồi xây nhà cho các bạn. Thì bây giờ thì có Y Khơ là đi học trường cách đây gần đây nè, thì mỗi tháng sẽ hỗ trợ là 800 cho bạn đi học. Giới thiệu với hai bạn, đây là mấy chị em nhà Hợp Phương. Ngày xưa khi mà mình biết đến mấy chị em này, thì Y Khơ là không được đi học tại vì trường xa quá. Xong là mình mới liên hệ với nhà trường gần đây và nhờ các thầy cô động viên và tạo điều kiện, lúc đó Khơ mới vào lớp 1. Bắt đầu lớp 1, bây giờ lớp 4 rồi đó. Anh chị cùng ekip chương trình Hạnh Phúc Con Đường
gửi tới ba chị em một món quà nhỏ, nhưng mà mong là sẽ động viên nhiều về tinh thần để tụi em cố gắng. Ngày hôm nay ngoài phần quà của Dung thì chương trình cũng sẽ có một khoản dành tặng cho các chị em. Chúc cho các chị em là sẽ luôn yêu thương nhau như vậy và sẽ cố gắng hoàn thành được tất cả những cái ước muốn của mình ha. Thường thì khi mà cô bận thì cô sẽ nhờ thầy Lực gửi quà cho Khương, nhưng hôm nay là sẵn đi vào đây thăm các con thì cô ấy mang vào luôn. Đây, gửi chị Dương tiền đi chợ nha. Cho con thêm mua sữa uống để có sữa cho con bú nha. Em bé mấy tháng rồi? Dạ, 2 tháng. Khương, cố gắng là đạt cái kết quả học giống như là những năm vừa rồi nha. Học rất là tốt. Nhưng một cái là ít nói thôi, chứ là kết quả lúc nào cũng xuất sắc. Trong lòng cảm ơn cô rất nhiều. Con thì từng ngày gặp cô thì rất thích cô, tại cô hay cười. Cũng yêu cô lắm. Cô hay giúp đỡ gia đình con nhiều lắm. Cố lên nha. Dạ. Lần đầu tiên mình khóc trước mặt mấy đứa. Ngoài bếp ăn bán trú miễn phí, dự án chia sẻ yêu thương mà Thùy Dung phối hợp với các mạnh thường quân thực hiện cũng là chương trình trọng điểm mà chị tâm huyết nhằm giúp đỡ lâu dài và ổn định cho các em có hoàn cảnh đặc biệt trên toàn huyện. Dự án hiện đang nhận đỡ đầu hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, mắc bệnh hiểm nghèo. Mỗi em được hỗ trợ từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng mỗi tháng, được duy trì cho đến khi các em học xong cấp 3 hoặc chuyển sang học nghề. Bên cạnh đó, Thùy Dung còn vận động các mạnh thường quân hỗ trợ mua đất, làm nhà cho một số trường hợp trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Đến nay đã có 7 căn nhà được hoàn thành, đồng thời các hoạt động quyên góp để hỗ trợ quần áo, sách vở, đồ dùng học tập, xe đạp cũng như hỗ trợ các chương trình thiện nguyện, trung thu cho học sinh vẫn được duy trì đều đặn từ năm 2013 đến nay, với tổng kinh phí hơn 1 tỷ 200 triệu đồng. Thùy Dung còn kêu gọi hỗ trợ làm các công trình nước sạch, mái che, thư viện cho các trường, làm cầu, hệ thống nước, mai táng phí, chi phí chữa bệnh hay các suất quà Tết cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Những đóng góp đó, dù lớn hay nhỏ đều rất ý nghĩa và thiết thực với các hoàn cảnh cần được giúp đỡ. Thì ngoài cái việc mà bếp ăn bán trú của học sinh rồi thì cô còn rất là quan tâm tới học sinh mà nghèo. Cô rất là quan tâm từ miếng ăn, giấc ngủ, từ những cái việc mà đi đón học sinh. Rồi cho nên là các cái bậc phụ huynh ở đây là cũng rất là thương cô Dung. Không những là ở trong địa bàn của xã Đắc Năng không, nhưng mà nó là mở rộng ra các trường trên địa bàn toàn huyện. Thứ hai nữa là ngoài ra thì cô còn hàng tháng cô còn giúp đỡ cho những cái học sinh mà thật là nghèo, là tháng nào cũng đều như vậy. Đây cũng là một làm của cô, là cô nói dùng từ là phải đam mê luôn cái công việc này. Ngoài công việc chuyên môn đã giỏi rồi, nhưng mà cái này thì cũng như là một cái điểm sáng của cả huyện Rồng Nuôi chứ không phải chỉ riêng của trường tiểu học Võ Thị Sáu. Một người phụ nữ mà giống như cô Dung thì quá đảm đang, vừa lo cho gia đình, con cái mình, vừa lo cho những học sinh, 530 mấy học sinh tại Hải Triển, nhưng mà cô Dung đều lo cho các em hoàn thành. Giống như chị, chắc chị không bao giờ nghĩ là chị làm được giống như vậy. Cô Dung ở đây với ai? Hai mẹ con chị ở đây. Bé đang chơi trên nhà ngoại, chút nữa là ông bà ngoại sẽ đưa xuống. Dạ. Nãy giờ theo chân chị đi thăm các hoàn cảnh khó khăn ấy, em thấy cảm phục chị làm sao làm được những công việc rất là cao cả nhà anh Lộc nhỉ. Cái công việc thiện nguyện thì nó có rất là có ý nghĩa, tuy nhiên thì thực sự là đôi khi nó cũng sẽ mang đến những cái điều thị phi cho mình. Chẳng hạn, đã bao giờ mình phải đối mặt với những cái điều nhạy cảm đó chưa? Cũng có nhiều chứ. Thì trong quá trình mình làm thì cũng có một số người họ nghĩ là sao mà thấy nhiệt tình như vậy, mình có lợi ích gì từ những cái việc này. Họ nói sau lưng mình thôi, họ cũng hỏi, không nói trước mặt mình, cũng bỏ qua. Và mình cũng không nghĩ tới nhiều, miễn sao là cái mình làm những cái việc này mình cảm thấy mình thích. Và mỗi ngày đó, khi mình làm đó, thì mình lại đam mê hơn. Gia đình mình thì sao? Khi mà thấy mình là dành rất là nhiều thời gian cho những cái công tác thiện nguyện, mọi người phản ứng như thế nào? Thì riêng với gia đình của mình đó, ngoài việc giúp đỡ về tài chính thì còn giữ giùm con cho mình, yeah, rồi là hỗ trợ cho mình để mình là tham gia công tác thiện nguyện tốt hơn. Tức là tạo mọi điều kiện. Tạo mọi điều kiện. Yeah. Nếu mà không có sự hỗ trợ của gia đình và người thân bên cạnh đó, thì mình cũng không thể đi một cái chặng đường dài từ đó đến bây giờ được. Cũng có một số bạn bè đồng nghiệp cũng hỏi là tại sao mà ở độ tuổi này thì mình lo kinh tế chứ, tại sao mà cứ đam mê theo miết cái thiện nguyện này, thì rồi lúc đó lúc mà khi mình lớn tuổi một tí thì kinh tế mình nó không vững thì cũng rất là lo. Để khi nào mà kinh tế vững nên mình có tiền rồi mình hẳn giúp các em thêm cũng được. Nhưng mình nghĩ là khi mà mình lớn tuổi một tí nữa thì mình sẽ không làm được như bây giờ nữa. Khi mà mình có thể làm được thì mình cứ cố gắng làm thôi. Cô Dung có thể chia sẻ một cái kỷ niệm nào đáng nhớ nhất trong cái quá trình làm thiện nguyện của mình không ạ? Khi mà tham gia thiện nguyện
thì cũng có rất là nhiều kỷ niệm. Nhưng mà kỷ niệm mà nhớ nhất của mình đó là về một bạn học sinh của trường tiểu học Kim Đồng. Cái anh tổng phụ trách đội của trường này gọi điện cho mình nói là: em ơi, ở đây có một em học sinh mồ côi cần sự giúp đỡ. Thì chị đã dạ, để có gì là chiều mai em sẽ ra nhà em ấy cùng với anh. Thì tối lại là anh gọi điện cho mình nói: Dung ơi, cái em hồi trưa anh mới nói với em á, là em ấy vừa mất rồi. Em mới vừa bị đuối nước. Lúc đó mình rất là sốc, tại vì là mình chưa kịp ra thăm em, nhưng mà em đã ra đi. Mình cũng đã kết nối với các mạnh thường quân lo mai tăng phí cho các em đó. Và cái đó là cái sự tiếc nuối của mình khi mà mình không biết tới cái hoàn cảnh này sớm hơn để mà giúp đỡ cho em ấy. Mỗi hoàn cảnh thì lại là có một cái kỷ niệm rất là khó quên. Nói chung là hầu như là hoàn cảnh nào mình cũng cảm thấy rất là đặc biệt, cần sự giúp đỡ. Tại sao mà ngày trước cô Dung lại chọn theo đuổi nghề sư phạm và đặc biệt là lại giáo viên tiếng Anh ạ? Tại vì hồi xưa lúc mình đi học á, thì mình rất là ngưỡng mộ cô giáo của mình. Xưa dạy mình cấp 3, cô dạy mình tiếng Anh, quyết tâm theo cô để mình có thể trở thành một giáo viên tiếng Anh như cô. Để mà trang trải cuộc sống cũng như là hỗ trợ mình cái công việc thiện nguyện ấy, thì ngoài việc đi dạy cô có làm thêm công việc gì khác không ạ? Đi dạy thì cũng tốn rất là nhiều thời gian. Thì cuối tuần thì rảnh thì lên phụ bà ngoại làm dịch vụ tiệc cưới nhà. Rồi nhà mình cũng có làm ít xào lúa đó. Rồi làm lúa xong rồi xay lúa bán, rồi kiếm thêm thu nhập. Quá trình hoạt động thiện nguyện ví dụ như là sinh mạnh thường quân cũng được nhiều đó. Nhưng mà có những cái trường hợp là mình cũng phải có thêm để lo cho các em nữa, chứ không thể nào mà cứ phụ thuộc vào mạnh thường quân hết. Ủa Sube, Su vào đây con. Hai. Đây ngồi. Hai con, ngồi đây. Chào cô chú, nhà mẹ đi học về. Năm nay là Su học lớp mấy rồi? Dạ, con học lớp 4. À, lớp 4 rồi hả? Khi mà chị đi làm xa thì ông bà ngoại sẽ đón bé về là ở giữa trưa. Xong rồi chiều chị đi làm về chị đón. Có khi nào Su buồn không? Vì mẹ dành quá nhiều thời gian cho công việc bên ngoài mà bớt đi thời gian dành cho Su không? Dạ không. Dạ, nhất thích làm công việc đó giúp đỡ ba. Su hay theo mẹ đi cái chuyến từ thiện đến giúp đỡ cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn không? Dạ có. Có lần con đi với mẹ vào những lần mong với mấy em nhỏ để phát quà. Khi mà để cho con tham gia thì mình cũng để cho con hiểu được là các hoàn cảnh của các anh chị đi trước như thế nào. Để con hiểu được là sau này mình phải lớn lên, mình phải biết yêu thương mọi người. Những cái chặng đường mà mình đã đi qua thì chị cảm thấy là mình đã được những gì và mất những gì? Được rất nhiều, đó là được nhìn thấy các thế hệ học sinh của mình phát triển, có nghề nghiệp ổn định, rồi cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Bây giờ cái thế hệ đầu tiên của mình chị đi dạy là đã đi làm rồi đó. Nên là cái đó là cái giá trị và là cái điều mà làm mình hạnh phúc nhất. Hôm nay cô chú đến thăm mẹ Dung và Su, mang một phần quà tặng cho con. Chúc con chăm ngoan, học giỏi. Dạ, cảm ơn. Và thật sự thì ngày hôm nay khi mà ekip Hạnh Phúc Con Đường có cơ hội được đồng hành cùng với chị Dung, mặc dù là cũng một khoảng thời gian ngắn thôi và cũng chỉ đến được một vài trường hợp thôi, nhưng mà ekip cảm nhận được cái việc làm của chị Dung nó thật sự là rất ý nghĩa và nó mang lại cái giá trị cho rất là nhiều người ngoài. Không có gì hơn thì những người thực hiện chương trình cũng sẽ có một món quà, chị một sự chung tay cùng với chị để giúp cho các bạn nhỏ có thể là có thêm một bữa cơm thôi. Món quà để xin thay mặt các em học sinh cũng như phụ huynh nhà trường cảm ơn ý cái chương trình. Thông qua chương trình Hạnh Phúc Con Đường, mình cũng có một lời muốn nói xin cảm ơn quý mạnh thường quân rất là nhiều, cũng như với lại tất cả mọi người đã cùng đồng hành với mình cũng như các em học sinh của huyện Krông Nô trong suốt hành trình hơn 10 năm qua. Cũng như cảm ơn các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương đã luôn quan tâm, đồng hành và giúp đỡ để các hoạt động thiện nguyện của mình được xuyên suốt và nó đem lại hiệu quả. Và cũng giống như những khách mời khác, khi mà tham gia Hạnh Phúc Con Đường thì chương trình cũng sẽ có một món quà rất là đặc biệt để gửi tặng khách mời. Chị có thấy quen thuộc không ạ? Cà phê là một thức uống không thể thiếu hàng ngày. Dạ, một mặt hàng nông sản rất là quen thuộc của bà con Đắk Nông. Dạ, cũng nhân ngày 20 tháng 11, thay mặt cho những người thực hiện chương trình, chúc cho chị Dung sẽ có một ngày nhà giáo Việt Nam thật là ý nghĩa, sẽ luôn nhiều sức khỏe để tiếp tục cái hành trình rất là ý nghĩa của mình. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Hạnh Phúc Con Đường cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.